Rồi lấy hai khóa chống sắn số 8 này mọi người. Rồi cây này là cây nan dụ mọi người. Bẻ nó rất là chắc ha. Rồi giờ mình bẻ mình gắn cái mấy cái khóa số 8 vô. Thank you.
dành khoảng lỗ này lên bự bự, mình nhét cái lưỡi vô người. Rồi hoàn thành người đây, cái này mềm, cá nó cắn dễ dính lưỡi hơn cái bằng gỗ nha. Thấy có nhiều người làm bằng gỗ nó chắc không có hiệu quả bằng cái này. Đây đoạn nhái mua nè, nhái lúc trước mình mua 180.000. Con này rất là mềm người, tại vì nó bằng giống như mót vậy đó. Nó bóp mềm mềm. Hai con còn nhái giả mình mua nha, nhẹ hơn nhái này một chút. Nhái làm cũng im. Để mình quay chi tiết cho mọi người xem rồi hồi mình ra bằng test quay cho nó lội ra sao cho mọi người xem luôn. Đây nhái mua nè. Nặng nhẹ cũng tương tương nhau chứ không có nặng hơn nhái mua. Rồi để mình ra mình sẽ sang mình test cho mọi người xem, mọi người thấy video hữu ích nhớ cho mình xin một like và lượt đăng ký kênh. Rồi để mình kéo mình nhái với lội cho mọi người xem này, để quăng sao mọi người không thấy. Đây. Rồi mọi người thấy video này hay nhớ cho mình xin một like và lượt đăng ký nha. Rồi cần của bằng để lua cái lóc nha mọi người. Rồi bằng cũng xin kết thúc video nha. Hẹn mọi người lại những video sau.